các bạn sẽ thấy được rằng là có cái sức mạnh của bộ lọc, có sức mạnh của sự so sánh, có sức mạnh của cái sự đối chiếu về cái hiệu suất của cổ phiếu từ đầu năm và có sức mạnh của cái việc mà phân tích về biểu đồ, về thời điểm, đó về hành động giá, về nền giá và về những cái thời điểm tối ưu. Đó thì mình hy vọng rằng với những video như thế này rất là chất lượng và mình sẽ gửi đến các bạn như vậy, các bạn có thể học được rất là nhiều điều về mặt tư duy, về mặt những cổ phiếu tiềm năng nhất để mà các bạn có thể phục vụ cho cái việc mà thứ nhất là giao dịch hiện tại cái thứ hai đó là học hỏi và tích lũy kinh nghiệm rèn luyện theo hệ thống để phục vụ cho cái việc mà giao dịch cả một cuộc đời đúng không ạ xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của chứng khoán system video này thì cũng nằm trong một chuỗi video mà mình tổng hợp các cổ phiếu theo nhóm ngành từ đó chúng ta lựa chọn ra các cổ phiếu mà tốt nhất có nền tảng ok nhất có hành động giá mà ok nhất trong các cái nhóm ngành Uh, và chúng ta xét về mặt tiềm năng để mà chúng ta có thể follow một cách trọng tâm hơn về các cái nhóm ngành có cái tiềm năng được hưởng lợi trong giai đoạn sắp tới có những cái câu chuyện và các nhóm ngành đó tiềm năng sẽ trở thành các cái nhóm ngành leader chúng ta sẽ tập trung vào các nhóm ngành đó trước và về mặt dài hạn thì chúng ta sẽ mở rộng ra tất cả các nhóm ngành tuy nhiên những nhóm ngành mà có những hành động giá tốt những nhóm ngành mà có những cái sự tích cực về ví mô, về những cái thông tin mà chúng ta có ấy, thì chúng ta sẽ ưu tiên trước trong vấn đề mà chúng ta so sánh, chúng ta lựa chọn Nó đến từ cái sự gọi là đề xuất của các anh em ở trong CKS Team đó là nên lựa chọn cái nhóm ngành nào để mà phân tích, để mà so sánh tiếp theo thì uh, CKS Team các anh em có chia sẻ rằng một vài cái nhóm ngành mà nó sẽ được hưởng lợi trong cái thời gian sắp tới trong đó có nhóm ngành đó là vận tải biển nó đến từ cái câu chuyện đó là hiện tại các bạn biết rằng là tổng thống donald trump vừa mới đắc cử thì uh, cái logic một cách rất là đơn giản đó là khi mà donald trump đắc cử thì uh, sẽ đánh thuế với các cái hàng nhập khẩu của trung quốc từ đó là nó sẽ có một cái làn sóng dịch chuyển cái chuối cung ứng từ trung quốc qua việt nam và việt nam sẽ được hưởng lợi từ cái cái sự kiện đó thì nếu mà logic một cách đơn giản thì ngành uh, vận tải biển sẽ được hưởng lợi nhờ cái việc đó là đô Trump lên trở thành tổng thống Hoa Kỳ và đánh thuế và có cái xác suất cao trong việc đánh thuế và xuất khẩu nhập khẩu của Trung Quốc. Đó thì cái đấy cái một cái logic rất đơn giản để mà chúng ta có thể uh, có một cái định hướng để mà chúng ta lựa chọn cái nhóm ngành nào tiếp theo. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về các cổ phiếu mà thật sự tiềm năng nhất về nhóm vận tải biển và chúng ta có những cái định hướng gì sắp tới có gọi là có follow nó dài hạn được không hiện tại mọi thứ đang như thế nào chúng ta sẽ xét dựa trên vấn đề về mặt nền tảng về những cái yếu tố quan trọng nhất của nền tảng các cổ phiếu vận tải biển cái thứ hai ấy, đó là chúng ta sẽ xét về cái vấn đề đó là hành động giá về cái điểm mua tối yêu rồi sau đó thì mình sẽ chia sẻ các bạn thêm những cái thông tin xoay quanh cái việc mà so sánh các cái cổ phiếu đó, các cái công ty đó coi thử rằng với một cái thông tin như vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào là tối ưu nhất. Thì mình hy vọng rằng một cái video ngắn có thể chia sẻ với các bạn một cách đầy đủ nhất về một cái nhóm ngành. Cái nhóm ngành này thực ra ấy nếu mà các bạn lọc, các bạn thấy trên màn hình thì đó là một cái bảng mà mình có của tất cả các cổ phiếu và trong đó phân ra các cái cấp độ của nhóm ngành và trong đó có cấp độ của vốn hóa về cái khối lượng và thêm một vài cái sự kiểm tra về mặt đồ thị và market cap thì cách mà mình lọc nó rất là đơn giản thứ nhất là mình dự kiến dự định là mình sẽ lọc cổ phiếu vận tải biển đó thì mình sẽ chọn cổ phiếu vận tải biển thì các bạn thấy ở đây các bạn sẽ ra một cái kết quả đâu đó khoảng tầm 26 cổ phiếu là thỏa mãn đó là nó thuộc cái nhóm ngành vận tải biển tuy nhiên các bạn nhìn về cái vốn hóa của các cổ phiếu vận tải biển các bạn này thì các bạn thấy đa số vốn hóa của nó rất là nhỏ rất là nhỏ đúng không ạ thì khi mà vốn hóa nhỏ như thế này thì rất khó để thỏa mãn cái yếu tố về mặt cung cầu cho nên là chúng ta khi mà chúng ta phân tích về mặt cung cầu chúng ta sẽ không phân tích được cho nên chúng ta phải thực hiện cái bài toán đó là lọc bớt những cái cổ phiếu nào mà thật sự không nằm trong cái zone về mặt thở cung cầu cái zone mà chúng ta có thể phân tích được về mặt cung cầu thì chúng ta sẽ loại bỏ nó ra để mà chúng ta hạn chế trong cái vấn đề đó là chúng ta quan sát quá nhiều đó và lúc này thì là những nhà đầu tư cá nhân các bạn sẽ không có đủ thời gian và nguồn lực vật lực để các bạn làm được cái điều đó. Đúng không à. ạ? Cho nên là đó là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, chỉ có cách là chúng ta phải thiết lập cái bộ lọc và chọn ra những cái sản phẩm, những cái cổ phiếu thật sự tiềm năng nhất và từ đó tập trung cái nguồn lực của chúng ta vào đó. Chúng ta phân tích ở trong đó thì lúc đó chúng ta mới thật sự có lợi thế được. Còn ai cũng muốn ấy là sẽ kiểm tra hết các bạn nếu mà có thời gian hoặc là có nguồn lực, các bạn có thể phân tích hết tất cả các cổ phiếu này. Tuy nhiên, chúng ta không có cái cái thời gian đó, chúng ta không có cái nguồn lực đó. Được không ạ? Cho nên mình sẽ thực hiện cái bài toán đó là lọc theo market cap. Cổ phiếu nào mà có market cap lớn hơn 1 000 tỷ thì mình mới giữ lại. Còn tất cả các cổ phiếu khác thì mình sẽ bỏ qua. Đúng không ạ? Thì thêm một cái lớp lọc nữa, các bạn sẽ thấy chỉ còn lại bốn cổ phiếu thuộc nhóm ngành vận tải biển nó thỏa mãn cái tiêu chí đó là market cap của nó lớn hơn 1.000 tỷ. Tuy nhiên, khi mà mình kiểm tra đồ thị của bốn cổ phiếu này thì SVKC Công ty cổ phần đường sông miền Nam không thỏa mãn yếu tố về mặt đồ thị. Đồ thị của nó rất là hỗn loạn và một đồ thị như vậy chúng ta không thể nào kiểm tra về mặt cung cầu được. Đó là cái lý do mình sẽ thực hiện thêm một cái động tác lọc nữa, đó là loại bỏ cổ phiếu SVKC và hiện tại để mà tập trung vào cái nhóm ngành vận tải biển thì chúng ta chỉ còn ba cổ phiếu thôi các bạn chúng ta chưa đụng chạm gì đến vấn đề về mặt nền tảng cổ phiếu chưa đụng chạm gì đến vấn đề về mặt phân tích biểu đồ đồ thị và thời điểm mua chúng ta đã loại bỏ gần như là hết chỉ còn đâu đó ba cổ phiếu 29 cổ phiếu chúng ta sẽ không có thể phân tích hết được không có thời gian quan sát hết được nhưng mà ba cổ phiếu thì hoàn toàn có thể làm được cái điều đó cho nên các bạn thấy sức mạnh của những cái tư duy khi mà chúng ta sử dụng bộ lọc. Nó rất là quan trọng và đây là một trong những điều mà giúp bản thân mình có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và tập trung vào những cái zone quan trọng nhất mà mình lựa chọn thôi các bạn, được không ạ? Rồi, chúng ta sẽ phân tích về mặt uh, nền tảng cơ bản của các cổ phiếu này. Thì ở đây các bạn thấy vốn hóa thì PVT đó là trên 10.000 tỷ này. Còn VOS đó là trên 2.000 tỷ này Còn VTO nó chỉ có trên 1.000 tỷ một xíu thôi Đúng không ạ? Và có sự chân lật về market cap chứ ba cổ phiếu này Các bạn lưu ý cho mình cái điều này Còn về yếu tố về mặt nền tảng Cũng như mọi cái cổ phiếu khác Cũng như mọi cái nhóm ngành khác Mình sẽ xét dựa trên những cái tiêu chí quan trọng nhất Của một cổ phiếu tăng trưởng là như thế nào Thứ nhất là mình sẽ kiểm tra được rằng Cái ước tính đầu năm của anh So với cái thực tế của năm trước và so với ước tính của năm trước là như thế nào thì ở đây mình sẽ tập trung vào so với cái thực tế của năm trước thì các bạn thấy ví dụ khi mà nói về doanh uh, thu thì uh, ước tính đầu năm thì ba cổ phiếu nó như thế này các bạn đúng không ạ về về doanh thu ấy thì VTO nó âm trong khi hai thằng khác thì nó kỳ vọng có sự tăng trưởng đó về lợi nhuận sau thế cái này ấy là cái mà mình đang xét về ước tính năm nay so với cái ước tính của năm trước còn cái mà chúng ta tập trung nhiều hơn đấy đó là cái ước tính của năm nay so với thực tế của năm trước thì doanh thu thằng nào cũng âm hết bởi vì các bạn lật lại cái kết quả của năm trước ấy, thì đó là một cái năm tương đối vượt trội cho nên là đây là một cái sự thận trọng các bạn mình nghĩ là nó là cái sự thận trọng trong cái việc đó là đưa ra cái kế hoạch nó như thế này của ban quản trị công ty và ở đây các bạn thấy một cái quan trọng hơn đó là lợi nhuận sau thuế thì chỉ có PPT là sụt giảm so với thực tế của năm trước thôi còn VTO và VOS nó vẫn tăng trưởng đến vẫn gọi là cái kế hoạch tăng trưởng so với một cái tăng trưởng của năm trước nữa. Thì đó là một cái mình đánh giá rất là tích cực với một cái kết quả, với một cái kế hoạch nó như thế này. Tất nhiên cái điều này nó có giá trị cao nhất ở đâu đó khoảng cuối quý 3, ở cuối quý 1, cuối tháng 3 thì nó sẽ có được cái giá trị cao nhất. Còn thời điểm hiện tại cái trọng số của nó sẽ thấp hơn. Lúc đó chúng ta sẽ đánh giá được rằng ok ước tính của anh như thế nào để mà tôi đánh giá được rằng nó có thật sự tiềm năng hay không. Để mà tôi có thể đặt cái trọng số của nó như thế nào còn hiện tại chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào cái vấn đề ok ước tính của anh như vậy rồi ấy nó có thể là tích cực nó có thể là tiêu cực tuy nhiên tôi muốn biết được rằng cái thực tế anh làm được so với cái ước tính so với cái kế hoạch của anh là như thế nào thì đây là những cái thực tế mà các công ty này làm được các bạn đó là các bạn thấy quý 1 này nó đã bắt đầu có những sự vượt trội rồi đúng không ạ giống quý 1 vos nó là 45% rồi V, VT thì 29, còn VTO thì 27, đến quý 2 thì PVT nó đạt 63 rồi, còn uh, VOS là 122, còn VTO là 53, còn tới quý 3 đó là quý gần nhất với chúng ta ấy, thì về mặt, uh, mình đang nói về mặt tranh thu các bạn nha, thì nó đã đạt uh, 96% với PVT, 174% với VOS và 83% với VTO. Đây là những bức tranh cực kỳ tích cực về mặt doanh thu. Và về mặt lợi nhuận cũng tương đương như vậy các bạn. Đúng không ạ? Các bạn thấy về mặt lợi nhuận của thằng PBT nó đạt đâu đó 158% so với kế hoạch rồi. Đó, kế hoạch cứ cho là kế hoạch của anh giảm 22% so với thực tế của năm trước. Tuy nhiên cái thực tế anh đạt được là rất là vượt trội so với cái kế hoạch đó. đó VOS tương tự cũng là một cái kế hoạch cực kỳ vượt trội với một cái với một cái cái thông tin nó như vậy đúng không ạ? Với cái kế hoạch đầu năm là như vậy Còn VTO ấy thì nó hơi Hơi thấp một sự. Tuy nhiên hãy nhìn về một cái đó là Cái dự phóng ở cuối năm Cái dự phóng cuối năm này nó sẽ dựa trên Đó là cái trọng số Của các quý của những năm trước Thì với một kết quả như thế này Các bạn sẽ thấy được rằng Cái trọng số nó thường đặt về Cái quý 4 nhiều hơn Nó thường đặt về cái quý 4 nhiều hơn các bạn Bởi vì là quý 4 là những quý mà có thể là cái vấn đề về mặt hàng xuất khẩu nhập khẩu cho Tết. Đúng không ạ? Phục vụ cho Tết đầu năm quý 1 năm tới. Nó sẽ có cái gọi là cái cái sự năng động hơn. Đó là lý do mà cái trọng số ở quý 4 bao giờ nó cũng cao hơn các trọng số của quý khác với cái ngành vận tải biển. Thì ở đây các bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ có với trường hợp của PPT là nếu mà dự phóng về cuối năm nó đạt đâu đó khoảng 180%. Còn VOS nó là con số 247%. Còn VTO đó là 429%. Thì những con số về mặt dự phóng như thế này, nó rất là tích cực và nó có thể gọi được rằng nó thuộc dạng tốt của thị trường hiện tại, không phải là nhóm ngành. Và cả ba cổ phiếu nó đều tốt hết. đó Thì từ đó cho thấy được rằng là cái thực tế hiện tại của các cổ phiếu mà thuộc nhóm ngành vận tải biển nó đang rất là vượt trội so với cái kế hoạch đầu năm. Cái đấy là cái mà chúng ta hoàn toàn có thể kết luận được ngay thời điểm hiện tại. Chưa nói đến những cái cái chất xúc tác mà chúng ta nói ở đầu video đúng không ạ rồi một cái nữa mà chúng ta phải xét rất là kỹ đó là cái EPS của quý so với quý cùng kỳ thì bốn quý liên tiếp các cổ phiếu nó cũng đang thể rất là tích cực nhất là cái quý 3 năm 2024 cái quý gần nhất với chúng ta thì cả ba cái cổ phiếu này đều có tốc độ tăng trưởng EPS so với quý 3 của năm trước đó là năm 2023 có đó có sự tăng trưởng đó là 33%, 39% và 34% đó còn ở đây một vài cái tiêu chí khác mà các bạn có thể đánh giá thêm đó là giống như là cái tỷ lệ về doanh thu trên lợi nhuận sau thuế này ở doanh thu trên lợi nhuận sau thuế này và tốc độ tăng trưởng doanh thu này tốc độ tăng trưởng, trưởng biên lợi nhuận gộp này thì ở đây nó chỉ có VTO ấy là hơi bị bị sụt một xíu về cái cái tốc độ tăng trưởng doanh thu đó là ba hai cái quý mà mà đầu năm còn quý 3 thì nó cũng có sự tăng trưởng trở lại rồi đúng ạ còn về mặt biên lợi nhuận gộp thì gần như nó tăng trưởng liên tục trong vòng bốn quý vừa qua nhất là cái quý 3 các bạn thấy quý 3 đó là một quý mà ngành vận tải biển nó đang có một cái cái trọng số rất là cao có một cái kết quả rất là tích cực và cái đấy là cái mà chúng ta hoàn toàn có thể kết luận được đó thì để mà lựa chọn một trong ba cổ phiếu này nó rất là khó các bạn bởi vì ba cổ phiếu đều có những báo cáo rất là đẹp đều có những tiềm năng rất là đẹp và chúng ta phải dựa trên những cái tiêu chí khác nữa được không ạ thì ở đây mình có một cái bảng như thế này nó cũng là phụ trợ thêm để mà chúng ta có thể đánh giá được thì tất nhiên ấy là những cái tích cực này nó được phản ánh vào trong giá rồi các bạn đúng ạ à, nó phải được phản ánh vào trong giá rồi đó thì phản ánh như thế nào thì các bạn thấy với trường hợp của PVT chẳng hạn thì trong vòng một năm vừa qua tính thời điểm này tháng 11 năm nay với đến tháng 11 năm trước thì nó tăng 26.03 còn với trường hợp của VOS đó là 60% và với trường hợp của VTO đó là 49,72%. Thì khi mà chúng ta nhìn vào một cái bảng nó như thế này chúng ta sẽ thấy được rằng à với trường hợp của VOS và trường hợp của VTO nó đã phản ánh rất rõ và trong giá rồi. Còn cái trường hợp của PVT nó vẫn không phản ánh cực kỳ đó, nó không phản ánh quá rõ. Tuy nhiên các bạn nhìn lên trên đây các bạn này, các bạn sẽ thấy được rằng là nếu mà nói về cái ước tính về cuối năm, cái ước tính về cuối năm thì với trường hợp của VOS và VTO nó có sự vượt trội hơn. Đó chưa kể rằng ấy là về đầu năm cái ước tính so với thực tế của năm trước ấy thì VOS và, và VTO nó nó tốt hơn so với thằng PVT. Nó thì nó bù lại là hiện tại nó vẫn chưa tăng quá nhiều trong một năm vừa qua. Đúng ạ, à, nó chưa tăng quá nhiều và các bạn có thể thấy được những số liệu thực tế nó như là như vậy. Còn nếu mà các bạn xét về 6 tháng gần nhất ấy thì VTO cũng là một là một cái cổ phiếu mà có sự vượt trội nhất sau đó với VOS và PPT. Nó thì uh, PPT hiện tại chúng ta cũng hoàn toàn có thể đánh giá được rằng đây là một cổ phiếu có nền tảng rất là tốt. Tuy nhiên là hành động giá hiện tại nó vẫn chưa thể hiện được cái điều đó ở trong cái cổ phiếu. Thì hiện giờ chúng ta sẽ đi vào đồ thị, chúng ta sẽ kiểm tra đồ thị của ba cổ phiếu này. Thực ra nó không có quá mới các bạn hãy. Đồ thị của ba cổ phiếu này ấy, thực ra nó không có quá mới. Với trường hợp của PPT thực ra chúng ta đã có những cái điểm mua ở phía trước rồi, đúng không à, ạ? Chúng ta đã giao dịch ở phía trước rồi tuy rằng đó là những cái điều mà nó không thật sự có lợi nhuận vượt trội nó có cái đợt rú bỏ và chúng ta bị rú bỏ ở trong những cái đợt đó trước khi mà nó có cái đợt tăng mạnh phía sau đó đúng không ạ cho nên nó không có gì là mới với trường hợp của PPT hết đó và thời điểm hiện tại ấy, thì nếu bạn nào thường xuyên theo dõi thì các bạn cũng biết được rằng PPT nó nằm trong cái danh mục quản trị của mình bởi vì đã kích hoạt vị thế mua rồi trước đó các bạn thấy vào cái phiên này các bạn này nó đã là cái sự thắt chặt rồi nó đã có nền giá đã ok rồi và xuất hiện cái điểm mua cái điểm pivot rồi và mình đã cứ nghị đã mua vào cái điểm đó rồi và sau đó một số anh em còn mua tại cái điểm pullback nữa đó vào thời điểm hiện tại thì vẫn đang quản trị đang nằm giữ cổ phiếu này Nó thì với trường hợp của PVT mình đánh giá hiện tại nó vẫn đang nằm trong một cái cái khoảng tối ưu đang nằm trong một cái vùng giá tối ưu để các bạn có thể tích lũy các bạn có thể mua vào nó chân sóng nền giá rất là tốt và nền tảng rất là tuyệt vời nó kết hợp tất cả những yếu tố đó lại các bạn có thể thấy được rằng PVT là một cổ phiếu xứng đáng để nằm trong watchlist của các bạn và lựa chọn cái điểm mua có thể các bạn chưa mua thời điểm này đó, nhưng mà các bạn phải có cái lý do các bạn phải có những cái thông tin là khi nào các bạn mua cổ phiếu này đó và các bạn có mua hay không các bạn đưa nó vào quá list hay không với mình mình đánh giá rất là ok với trường hợp của PVT các bạn nhé rồi cái trường hợp của VOS là một cổ phiếu mà có cái những cái điểm nổ bứt ra khỏi cái đáy ở trong cái thời gian gần đây trước đó mình có follow cổ phiếu này các bạn mình sẽ follow nó vào cái thời điểm này là một này và những cái thời điểm sau này khi mà nó đã có những hình thành nền giá và sau đó nó thắt chặt đó, tuy nhiên nó đã có một cái đợt trú bỏ xuống dưới mà 50 như thế này thì lúc này mình cả một khoảng thời gian mình không quan sát cổ phiếu này bởi vì mình thường quan sát các cổ phiếu mà nằm trên mà 50 thôi với trường hợp của VOS thì nó không như vậy nó tuy nhiên sau cái phiên này các bạn này cái phiên ngày 11 tháng 11 này thì mình đã thấy được rằng nó xuất hiện lại ở trong bộ lọc cái bộ lọc mà ở cái zone rộng cái rôn rộng nó có nghĩa là cái sự tương quan như mà 200 mà 50 và giá thì mình đã thấy được rằng VOS nó nằm trong cái bộ lọc rồi và nó có cái sự tăng trần tăng trưởng vượt trội đó là cái phiên mà ngày hôm qua đó thì vào thời điểm này mình cũng thấy được rằng với cái nền tảng quá tuyệt vời của VOS thì đó là cái khoảng thời gian mà các bạn nên follow. Cái kịch bản mà tuyệt vời nhất ấy, đó là sau khi mà nó bứt phá lên so với cái đáy này các bạn này, nó sẽ có những cái sự dao động ở trong một cái vùng giá, có thể là ở dưới này, có thể là ở trên một đoạn các bạn nha. Nó sẽ dao động trong một vùng như thế này. Và sau đó nó mới xuất hiện cái điểm pivot trở lại. Thì lúc đó các bạn mua vào đúng ạ thì lúc đó nó vừa thỏa mãn mẫu hình xu hướng vừa thỏa mãn những yếu tố về mặt cơ bản vừa thỏa mãn về định thời điểm vừa có một cái điểm đặt stop loss tối ưu để cho các bạn có thể đạt với trường hợp VOS quá tuyệt vời với trường hợp này các bạn nên follow với cổ phiếu VOS đúng ạ VTO tương tự các bạn VTO là một cổ phiếu mà mình đã nằm trong đưa vào cái danh sách đó là cái danh sách quý bị mua rồi đúng ạ nó đã có cái sự thắt chặt mọi thứ ok hết rồi nó đồng phát với trường hợp của VOS nó tuy nhiên là hiện tại thì với mình hành động giá của uh, VTO nó còn đẹp hơn cả VOS nữa VOS nó thì nó đã có một cái đợt rũ. nhưng mà VTO bản chất của nó vẫn dưới được một cái nền giá từ trái qua phải và nó tạo một cái chip ở đây sau đó cái phiên này gọi là phiên pivot lên rồi đó và ngày hôm nay nó có một cái phiên mà có cái sự gọi là điều chỉnh tuy nhiên vẫn đóng cửa ở tham chiếu thì mình đánh giá VTO vẫn là một cổ phiếu rất là tốt và thời điểm này cũng là cái thời điểm tối ưu để các bạn có thể follow đó, nó, đã có cái sự tăng trưởng nó đã có cái sự điều chỉnh nó đã có cái sự rú bỏ nó đã có cái sự hấp thụ và nền giá đã có cái sự gọi là biến động từ trái qua phải thu hẹp từ trái qua phải một cái mẫu hình chuẩn mẫu hình vcb chuẩn và tạo một cái chip ở đáy và cái chip ở đáy có thể là các bạn không cần thiết phải vội có thể là nó sẽ phải tạo những cái nền nhỏ ở phía trên này trước khi mà nó tạo những cái đợt tăng vọt tuy nhiên đây là thời điểm tối ưu để các bạn có thể quan sát các bạn có thể follow với trường hợp của vto đó ba cổ phiếu này đều rất là ok vào thời điểm hiện tại quan trọng là các bạn lựa chọn cổ phiếu nào thôi thì mình thấy được rằng là VOS với VTO nó có sự đồng pha với nhau thì hai cổ phiếu này các bạn có thể chọn một đúng không ạ và bạn nào ký hơn nữa ấy, thì mình khuyên rằng là ba cổ phiếu chọn một cứ ba cổ phiếu chọn một anh em nào vốn hóa lớn ấy thì các bạn sẽ không có thể giao dịch VOS và VTO được và chúng ta chỉ có trường hợp là PBT thôi thì với nền tảng ok như vậy với hành động giá như vậy các bạn hoàn toàn có thể follow trường hợp của PBT với trường hợp anh em vốn hóa lớn và vốn hóa nhỏ muốn có cái sự tăng trưởng vượt trội bởi vì nó nhỏ nó nhẹ và nó sẽ có cái xác suất tăng vọt cao hơn thì các bạn có thể cân nhắc với trường hợp của VOS và VTO nếu mà phải chọn giữa VOS và VTO thì mình sẽ chọn VTO của các bạn nhé mặc dù nền tảng của VOS có chăng nó nhìn hơn một xíu tuy nhiên hai cổ phiếu là nền tảng đều tốt và mình sẽ hướng về VTO nhiều hơn và tất nhiên nó có cả PVT nữa đúng không ạ rồi mình đã